Bước sang tháng 11 dương lịch, có 4 tuổi, làm đâu là trúng lớn tới đó, giàu có đổi đời, gặp thời hoàng kim rực rỡ, chuyến này ăn Tết nguyên đán linh đình. Mặc dù 4 con giáp này đang gặp rất nhiều khó khăn, nợ nần thì chồng chất, người mất việc, kẻ ly hôn, người gặp thị phi kiện tụng, nhưng vận xui đã qua rồi, bước sang tháng 11 này, chính thức mở ra cho các bạn một sự may mắn tột đỉnh trong công việc trúng đậm, mua bán vượt chỉ tiêu đề ra, trong tình duyên đỏ rực, nối dây tơ hồng, có duyên với tiền bạc, có nợ với thần tài trong tháng 11 này, chạm tới đâu là thành công tới đó, một bước thành rồng, kèm theo may mắn là sự xuất hiện của cát tinh, tăng vận may gấp bội, có cơ duyên trúng thưởng lớn đổi đời cho cả họ, đó là 4 con giáp tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Tỵ và tuổi Thìn để hỗ trợ vận may tương sinh tài lộc, để trong nhà của mình một bắp cải như ý tài lộc. Chúc các bạn tháng mới đắc lộc và sai tài, và cùng kiểm chứng xem phải là như vậy không nhé.